Ok thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với trò PUBG Battle Royale nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm clip cái event á. Cái event này cũng có từ hồi thứ 6 rồi. Cái thời điểm mình đang làm thứ 7. Thì nó cũng đã qua ngày rồi nhưng mà thôi thì mình vẫn cứ làm. Chứ đồ này event này nó mới ra chỉ có tuần này nó có thôi, hết tuần nó hết rồi. Chứ đồ này thì là mỗi team là sẽ có 10 người đấu với lại 2 team. Nghĩa là 30 người đó sẽ dòng cái dòng bo nhỏ mà nó cố định sẵn. Bắn nhau. Súng thì cho ngẫu nhiên. Nhưng mà mặc định bọn bạn nhảy xuống thì sẽ có những khẩu súng trường thấy như sau nè. SKS, Mini là hai cây súng nhắm bắn tự động. Còn hai mấy khẩu súng trường thì M16, M4, Scalar, AK. 4 khẩu súng trường. Và còn một khẩu nhỏ nhỏ nữa đó là VSS. Nó súng trường mình thấy súng nhoi súng là chơi mới thấy nhiều đó thôi. Chưa thấy sự xuất hiện của K98 và đồ mấy cây súng nhắm kia. Cái K98 thôi có mỗi cây đó hơi gì. DB28 nữa, DB28 mình cũng không thấy. Súng lục nó cũng cho ngẫu nhiên luôn. Giáp 1. Nó sẽ cố định luôn. Mỗi cố định cái dòng bo nào đó mình thì thường thấy ở shooting range nè. Cái quality này. Gách ca chưa thấy, cái đỉnh núi này nè, cái đỉnh núi này là có 70. Rồi đôi dốc phần ngoài đây của root với lại nhà nước, khu nhà nước nè, gọi là nhà nước á, Pochinki rồi Novo Buta hết rồi. Đó giờ mình chơi nó có nhiều đó bo thôi, nó cứ lặp đi lặp lại mấy đó. Có thể có bo khác mà mình chưa có thể mình chưa gặp nó. Mỗi team là mình phải bắn sao cho đủ 200 điểm nha. Còn không nó sẽ cho cái thời gian cố định hình như là 15 phút. 15 phút để bạn có thể bắn. Đúng rồi 15 phút nè. Ôi bo ở đây nữa. Quên có cái bo ở đây. Mình nói cái team hình như là nếu mà bắn nóc thì sẽ được cộng 1. Còn nếu mà bắn giết luôn thì cộng 3. Bắn sao miễn sao team không biết sao. Nhưng mà cũng phải đủ 200 điểm trước. Bằng không là hết thời gian. Thì nó sẽ coi team nào đang đứng đầu. Nó sẽ ok top 1 3 team vô. Nếu đáp ở đây thì cũng hơi căng. Mình thì thích cái ngoài rìa thì hơn. Một số đứa sẽ thích cái chủng mà mình thì không thích cái chủng đâu. Mình ra ngoài ra ơi mình được KS thì mình đứng xa đi, mình đừng đứng ngoài trời rìa đi. Thằng rìa có nhà như xích vẽ đó, nè cái nhà nhỏ đó, nhà gỗ. Đâu ta? Đây nè, có cái nhà nhỏ gỗ nè. Ôi bay ra ngoài bo là mất máu á. Hình như mình nhầm bên rồi phải. Phải không nữa. Ngoài đây hình như nó có cái. Chết mẹ rồi mình nhầm bên rồi. Bên kia mới đúng. Ủa đâu? À cái dòng bo này nó thu hơn. Bình thường nó có cái nhà ở đây nữa. Hèn gì. Bình tĩnh. Bình tĩnh giờ mình phải làm gì đây? Cái bo này không ổn, mình phải đi vô cái thằng kia. À có vậy xinh nhỏ nè. Chiếm lấy nó. Nó chỉ cho băng đét thôi nha. Đạn thì nó thường cố định 60 viên. Thấy con thằng ở đây đúng không ta? Chịu ở đây. Mình mà không bắn là mình thua team mình thôi. Team mình diệt dữ à. Đó cho cô cùng vô nhà rồi nó bắn hết trơn rồi. Team mình vòng đó mình không có biết phát hiện được vị trí của địch. Ở đây. Có thằng mẹ nhà sinh nè. Rồi, một phát vô đầu. Ủa cái S mà thường phát vô đầu cũng một chết rồi đó. Mình thì không có chơi giỏi nha. Trời, tim mình làm gì bắn kinh dữ vậy. Một team bên nhà này. Lên nữa à? Lì vậy. Nó cho mỗi cái X2 hoặc là headshot thôi à. Ủa rồi. Có thằng cứ núp trên đây. Dẫn lại đây hả? Lì vậy. Chỉ lại một cái lựu đạn nữa nha. Rồi xong, không lên luôn được luôn. Khổ thân tôi. Đã bắn dở rồi mà còn bị ép ra đây nữa. Hey. Ôi. Lấy thính nè. Đứng ngoài đồng để nguy hiểm quá. Mọi giá tại vì cái thằng ở trên cái nhạy sinh đây nè. Chỗ mà bắn. Nhấp nhanh luôn. Có thằng qua. Nó chọi gì lên, lựu đạn hả? Bồ tới. Hết mẹ đạn. Nô bạn tôi. Bạn tôi chích mẹ nó rồi. Ui lẹ đêm thôi, máy bay hồi sinh nó tới. Trời ơi, team mình bắn dường như là chấp với tụi nó luôn hả? Nhìn team định điểm rồi. Mình đi vô đây giống như vô dụng nhất team vậy. Nghe tiếng đạn tao không sợ đâu. Tuổi gì bắn tao. Lựu đạn không còn. Ôi lát. Tụi kia nó xuống cái lát à. Lắc chứ mày lắc. Đa số tụi nó công vô nhà hết rồi. Hết hộp bộ. Trên đồi này, trên đồi nè. Hả? Thì có gì giá trị à? Ôi AUG. thì mà nó bắn dữ quá. Em từ từ mình phải giữ cái X8 này nên phải không có hổ báo được. Có thằng nấy lướt đây là chết rồi. Ồ. Thắng là top 1 rồi. Chưa giết được nhiều hết đấy. Mẹ nó lúc có đồ rồi cái bắn không được nhiều. Buồn ghê. Vãi team. Vô giống như tàn sát tụi nó vậy. Nói chung team bạn gặp vô đây gặp team cứng là mấy bạn ok hết luôn. Thiệt luôn. Nếu như team bạn cứng kiếm được cái chỗ nào mà đẹp đẹp ok. Hả? Connecting server bị gì luôn rồi. Ok, thì clip của mình, trải nghiệm của mình tới đây ha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhấn like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.